Thưa quý vị, các khu dân cư trên địa bàn quận Quanh Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết với phần lễ trang trọng, nhanh gọn nhưng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận ở khu dân cư 21A, B, phường Hòa Hải. Tại ngày hội, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân một lần nữa được nhắc lại. Sức mạnh này được thể hiện ở khu dân cư 21A, B, phường Hòa Hải chính là sự tương thân tương ái. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những bà con sẵn sàng chia sẻ và dành cho nhau những cử chỉ ân cần trong thăm hỏi, động viên và tặng cho nhau những ổ bánh mì, bịch bún, bó rau. Điều đó khẳng định niềm tin về tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn coi nhau, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong cái dịch COVID vừa rồi là khu dân cư là giúp bà con rất là nhiệt tình, có khi là rau củ quả, kể cả gỗ là tổ dân phố cùng tổ với cộng đồng là đem đến phân chia tặng nhà. Tại ngày hội, cấp ủy đã đánh giá kết quả đạt được trong lan tỏa các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Kết quả thu các loại quỹ đạt 115%, 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Vận động cho thuê trọ miễn giảm hơn 50 triệu tiền thuê phòng cho công nhân, sinh viên gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Đóng góp quỹ vaccine 11 triệu đồng. Bên cạnh đó cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, ký cam kết, đăng ký thi đua và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho hộ khó khăn, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vì cộng đồng. Chi bộ cùng với các ban ngành đoàn thể trong khu vực cũng đã vận động một số hộ gia đình có điều kiện, các mạnh thường quân cũng đã chia sẻ, đóng góp lương thực, thực phẩm, rau củ quả để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn hơn để vượt qua, san sẻ yêu thương để vượt qua cái đại dịch trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua tại khu dân cư. Dù không hoạt động sôi nổi và bữa cơm đại đoàn kết như mọi năm, thế nhưng ngày hội vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, tạo không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng nghĩa xóm, là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chia vui và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.